Xin chào các bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Sava, mang cái model là Sava High Speed Export. Chiếc xe full carbon trên nguyên bản. Đồ là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Còn đồ là zin tất tần tật 100%. Giá bán em bán trên kênh là 26.800.000. Các bác được một chiếc xe đó gọi là mới hơn 95%. Bỏ ra một số tiền nhỏ mà mua được chiếc xe. Và cái độ mới nó rất là cao. Hơn 95% độ mới. Sơn nguyên bản màu xanh độ màu đỏ trắng rất là thể thao. Phiên bản vành nhôm à, phiên bản vành carbon cao bản. Đi vòng rất là đẹp. Chạy full một bộ group của Shimano 105 R7000, gần như là cao nhất của dòng Shimano 105, là màu mới nhất, rất là đẹp. Với xích clip này, chủ cũ họ đi rất là giữ gìn, rất là trắng. Họ thì đi gọi là lướt qua rồi họ bán lại. Giữ cái độ mới của chiếc xe rất là cao. Carbon bay đi vòng khối lỗ. Chạy bộ group 105 R7000. Thương hiệu Sava thì các bác đã rất quen thuộc rồi. Được cho ra đời những chiếc xe cùng carbon rất là chắc chắn. Cứng cáp. Tay lắc cũng là 105 R7000. Từ những cái tay cuốn này cũng là zin. Đi động dẹp, khí động học, giảm gió để di chuyển được với cái tốc độ nó cao hơn là những chiếc khung dẹp hoặc khung tròn. Bên Phoenix sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa cọc yên với tâm cổ phốt là 48 cm. Người ta có ghi cả size 48 này. Còn các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Chuyển vào Shimano với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa cho xe 22 tốc độ khác nhau. Tiếng khối lỗ của chiếc xe nghe rất là hay. Thích tài. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán mức giá là 26.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975909943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác để em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.